của bệnh viện tỉnh Gia Lai. Xin mời kết nối với bệnh viện tỉnh Gia Lai. Xin mời các bạn trình bày bệnh án. Dạ vâng ạ, kính thưa các thầy cô cùng các bạn đồng nghiệp, sau đây em xin trình bày bệnh án hội chẩn trực tuyến ạ. Bệnh nhân nam 50 tuổi, dân tộc Kinh. Lý do vào viện: bệnh nhân bị khó thở, đau tức nhiều vùng gan. Ngày vào viện là ngày 4 tháng 1 năm 2021. Thời gian làm bệnh án là sau 15 ngày điều trị. Bệnh sử: bệnh nhân phát hiện bệnh van tim, suy tim cách 5 năm, bỏ trị. Đợt này thấy đau tức nhiều vùng gan và khó thở nên vào khám lại. Bệnh nhân thì không giữ các giấy tờ khám và đơn thuốc trước đó. Trước vào viện thì bệnh nhân có uống thuốc bác sĩ tư không rõ loại. Tiền sử thì bệnh nhân có suy tim, bệnh gan không rõ, gia đình khỏe mạnh. Khi vào viện thì bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm vàng sạm, thể trạng suy kiệt, BMI 17, khó thở NiHa 4, SpO2 87% trên khí trời, phù vừa hai chi dưới, tĩnh mạch cổ nối lớn, tim loạn nhịp hoàn toàn, âm thổi tâm thu 3/6 ở các ổ van, phổi ran ẩm hai đáy, bụng mềm, gan lớn ngang rốn. Các xét nghiệm sau khi vào viện là bi lăng mỡ máu trong giới hạn bình thường, công thức máu bình thường. Men tim trong giới hạn bình thường, bilirubin tăng, albumin và protein ở giới hạn thấp, chức năng đông máu bình thường, chức năng thận giảm. Điện giải đồ thì là bệnh nhân bị hạ natri máu nặng trong suốt 2 tuần điều trị, kali máu duy trì ở mức ổn định. X-quang ngực, hình ảnh bóng tim lớn, tổn thương dạng mờ không đều hai trường phổi, tràn dịch màng phổi phải lượng ít. X-ray có rung nhĩ đáp ứng thất trung bình, có ngoại tâm thu thất. Siêu âm tim có hẹp van hai lá khít, diện tích mở van trên 2D là 0,6 cm², hở van hai lá nhiều 3/4, Winkin 11-12 điểm, hẹp van động mạch chủ nặng, diện tích mở van trên phương trình liên tục là 1,2 cm², hở van động mạch chủ nhiều 3/4, tổn thương van động mạch chủ nặng, hở van ba lá nhiều 3,5/4, tăng áp phổi vừa, nhĩ trái dặn lớn. Lavi là 151mm/m² da, âm cuộn tự nhiên trong nhĩ trái nhiều, không thấy huyết khối trong các vùng tim. Thất trái giãn, chức năng tâm thu thất trái giảm, EF Simpson 4 buồng khoảng 32%, giãn lớn các vùng tim phải, chức năng tâm thu thất phải giảm, có ít dịch mà ngoài tim, ít dịch màng phổi hai bên. Hình ảnh siêu âm tim thì DD61, DS52, thất phải 37. Hình ảnh hẹp van hai lá trên siêu âm tim. Hình ảnh hở van hai lá, hình ảnh hẹp van động mạch chủ, hình ảnh hở van động mạch chủ. Nhanh quá, em làm nhanh quá. Đây là hình ảnh siêu âm động, là hình ảnh mặt cắt trục dọc cảnh ức. Nhìn thấy hình ảnh tổn thương van hai lá, bệnh van tim hậu thấp, hình ảnh tổn thương van động mạch chủ nặng. Hình ảnh hẹp van hai lá, hẹp van động mạch chủ có dòng hở nặng. Hình ảnh mặt cắt trục ngang cảnh ức, thấy tổn thương van động mạch chủ nặng, vôi hóa nặng. Hình ảnh siêu âm tim 4 buồng, thấy giãn lớn các buồng tim, có ít dịch mà ngoài tim. Hình ảnh hở van ba lá nặng. Hình ảnh siêu âm tim dòng hở van hai lá. Hình ảnh hẹp van động mạch chủ và dòng hở van động mạch chủ. Chuẩn đoán cuối cùng của bệnh nhân là hẹp van hai lá rất khít, hở van hai lá nặng, hẹp van động mạch chủ nặng, hở van động mạch chủ nặng, hở van ba lá nặng, tăng áp phổi vừa, suy tim, bệnh van tim hậu thấp, trên sơ gan tim, trên hạ natri máu nặng. Chiến lược điều trị của bệnh nhân là đảm bảo thông khí, duy trì huyết động ổn định, giảm ứ động dịch ngoại biên, hạn chế muối, lượng nước nhập vào và ra hàng ngày, dùng thuốc lợi tiểu, kiểm soát nhịp tốt, dùng các thuốc giãn mạch, ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể, làm tăng cung lượng tống máu của tim và làm hạn chế thể tích dòng hở, bù điện giải tích cực, hỗ trợ các thuốc điều trị sơ gan. Chiến lược điều trị cụ thể là cho bệnh nhân nằm thở oxy mũi 3 lít trên phút, nằm đầu cao 30 độ,
bù điện giải bằng bù natri, bằng natri 3% 100 ml 4 chai truyền tĩnh mạch chậm. Noradrenaline sử dụng là 0,25 microgram/kg/phút. Dobutamine liều 15 microgram/kg/phút. Furosemide 2 ống. Antihepam hỗ trợ sơ gan tim, dùng kháng sinh, dùng Enalapril 1/4 viên, Digoxin 1/2 viên và Mezathion 2 viên. Đánh giá sau 1 tuần điều trị thì bệnh nhân có đỡ khó thở, thở oxy ngắt quãng, giảm phù ít, cân nặng không thay đổi, ăn uống không ngon miệng, thường xuyên chán ăn, sợ ăn các đồ dầu mỡ, ăn uống không tiêu, đầy bụng, vẫn đau tức nhiều vùng gan, gan không đỡ lớn, huyết động tạm ổn, đã cắt được noradrenaline, duy trì một huyết động, đã giảm liều là dobutamine dùng liều 10 microgram/kg/phút, chức năng tổng máu thất trái có cải thiện, EF sinh sân 4 buồng lúc vào viện là khoảng 20%, sau tăng lên là 32%, có dùng thuốc vận mạch, rối loạn điện giải, hạ natri nặng. Tiếp tục duy trì điều trị thì đánh giá lại điều trị sau 2 tuần thì là tình trạng khó thở, phù, ứ dịch ngoại biên, ăn uống tiêu hóa không cải thiện, vẫn đau tức nhiều vùng gan, chức năng thông máu, chức năng tống máu thất trái duy trì không cải thiện thêm, EF sinh sân 4 buồng khoảng 30%, vẫn duy trì dùng vận mạch, huyết động không ổn định, luôn duy trì vận mạch, hạ natri máu không cải thiện. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân là bệnh nhân tĩnh, tiếp xúc tốt, da niêm vàng sạm, phù nhẹ toàn thân, huyết áp 85/50 mm thủy ngân, có duy trì vận mạch, tổng trạng suy kiệt, cân nặng 42 cân, ăn uống kém, khó thở ni ha 4, thường xuyên phải ngồi thở, không nằm được, tim loạn nhịp hoàn toàn, âm thổi tâm thu 3/6 ở các ổ van, phổi có ít gan ẩm ở hai đáy, bụng mềm, gan lớn ngang rốn không cải thiện, chức năng tống máu thất trái cải thiện ít. Hiện tại thuốc đang sử dụng hiện tại là cho bệnh nhân nằm đầu cao, sử dụng duy trì vận mạch, dobutamine liều 10 microgram/kg/phút, furosemide truyền liên tục 2 ống trên giờ, ống 1 ống trên giờ, sử dụng digoxin nửa viên một ngày, sinchom 1/4 viên một ngày, xét nghiệm điện giải đồ 6 giờ một lần, theo dõi sát lượng nước vào và ra. Thì ở đây bệnh viện em bù natri bằng cách là công thức tính natri là natri cần bù bằng tổng lượng nước cơ thể ước tính nhân cho natri cần đạt trừ cho natri hiện tại của người bệnh. Thì là trên bệnh nhân này theo dõi sát trong 10 tiếng gần đây thì bệnh nhân có lượng dịch vào là dịch truyền 700 ml, nước uống một, trong vòng 10 giờ là bệnh nhân uống được 1,5 lít, tổng lượng nước ra là 3,5 lít trên 10 giờ. Và tình trạng hạ natri thì vẫn còn hạ natri máu vẫn nặng, hiện tại là natri của bệnh nhân là 127 micromol/lít. Vấn đề bọn em cần tham vấn ở đây là bọn em muốn hỏi là trên bệnh nhân này còn có chỉ định phẫu thuật thay van hai lá và van động mạch chủ hay không. Câu thứ hai là trên bệnh nhân tổn thương đồng thời cả hai van, van hai lá và van động mạch chủ thì chỉ định phẫu thuật thay van là khi nào, có khác so với bệnh nhân chỉ tổn thương một van đơn thuần hay không. Câu thứ ba là ở bệnh nhân này nếu không phẫu thuật được thì có nên sử dụng nhóm acne để điều trị tối ưu suy tim hay không ạ? Bài trình bày của em đến đây là kết thúc. Các bạn có một cái bệnh nhân quá là nặng đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng tôi sẽ mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn sẽ giải đáp câu hỏi của các bạn. Dạ. Kính thưa ban giám đốc, kính thưa các quý đồng nghiệp và các đầu cầu. Thì tôi xin tóm tắt lại một chút về cái bệnh nhân và bác sĩ Duyên ở bệnh viện tỉnh Gia Lai mới trình bày. Thì đây là một cái trường hợp nam 50 tuổi, không phải quá cao tuổi. Vào viện là lý do là do khó thở và đau vùng gan, và trên lâm sàng thì biểu hiện rất rõ ràng là một cái suy tim phải với gan to, tĩnh mạch cổ lồ. Và thứ hai là cái suy hô hấp, nghĩ đến huyết động FPO2 là có 87%. Và các xét nghiệm thì có suy gan và có rối loạn điện giải. Cụ thể là natri hạ và kali máu thì cũng hạ. Siêu âm thì có biểu hiện tổn thương ba cái van chính, đó là hẹp chủ khít, hở chủ nhiều và hẹp hai lá khít, hở hai lá nhiều. Cũng như là cái chức năng thất trái đã giảm rất nhiều, khi vào viện có 20%. Sau đấy thì chúng ta điều trị thì cái kết quả của đáp ứng với điều trị thì gần như là rất kém. Ví dụ như là phù không đỡ, số kg thì cũng không giảm cân được. Điện giải thì vẫn duy trì tình trạng hạ natri, EF thì tăng không đáng kể từ 20 đến 30% và với dobu liều 10. Gan thì vẫn còn to, mắt vẫn vàng. Thì gần như là sau 15 ngày điều trị thì có thể coi như một cái trường hợp này là một cái trường hợp gọi là đáp ứng kém với điều trị. Thế còn mình điều trị có tốt hay không ấy thì trong cái điều trị thì tôi có mấy cái comment.
là chúng ta có dùng cái hai thuốc vận mạch, thì sau đấy thì chúng ta dùng hai ống furosemide. Với cái tình trạng phù gan to như thế thì có thể mình sẽ phải mục đích của mình là trong cái chiến lược điều trị các bạn có nêu ra là giảm cái lượng dịch ứ động, thì mình dùng cái furosemide trong vòng 2 tuần mà đáp ứng kém đấy, mình có thể phải tăng lên. Thứ hai là cái vấn đề giải quyết cái tình trạng của natri máu hạ, thì chúng ta đã dùng, thì cái trường hợp này là một cái suy tim mà bỏ điều trị 5 năm rồi. Thế nên là cái tình trạng natri máu hạ ở đây là do pha loãng, và nếu như không đáp ứng với furo thì có thể chúng ta còn những cái biện pháp khác, ví dụ như là siêu lọc, hoặc chúng ta dùng những cái thuốc ức chế cái thụ thể V2 ấy, thì chúng ta sẽ, ví dụ như Samca, thì chúng ta có thể có khi mới giải quyết được cái tình trạng hạ natri máu của bệnh nhân này, rất là khó khăn. Và cái trong cái điều trị thì khi vào các bạn thấy huyết áp rất là thấp, đúng không? 8 mấy và dùng hai thuốc vận mạch, thì mình từ từ mình hãy cho các cái thuốc ức chế men chuyển, ví dụ ở đây các bạn cho lisinoprene thì nó cũng, đây chúng ta nhìn elalaprene, đúng không? Thì có thể nó sẽ làm tụt huyết áp nữa, trong khi thì mình cũng chưa cần thiết. Và digoxin thì mình cho uống, thì cái tình trạng phù lề ruột thì chắc là nó sẽ đáp ứng rất là kém, nên có thể mình chuyển dạng tiêm, hoặc là mình đã dùng thuốc hai thuốc vận mạch và nhiều ngoại âm thu thất như thế, thì chúng ta có thể dùng khi mà chúng ta ổn định được các điện giải hơn, thì nó sẽ tránh được cái việc rối loạn nhịp thất hơn đấy trong cái điều trị của các bạn. Ví dụ furosemide các bạn nhìn có hai ống thì hơi ít so với bệnh nhân này. Sau đấy, đấy là một số những cái comment về điều trị. Thế về cái đến điều trị nội khoa, như vậy chúng ta điều trị nội khoa với ca này thì gần như là đáp ứng rất là kém. Bây giờ câu hỏi đặt ra là nó kém này là do mình chưa đủ thuốc điều trị nội khoa, hay là do cái tình trạng giải phẫu nó rất là nặng như này và chúng ta sẽ không đáp ứng với cả tình trạng nội khoa. Thì đây là một cái rất là khó để trả lời, nhưng mà trước mắt thì chúng tôi nghĩ là các bạn nên thay đổi các cái điều trị nội khoa tích cực hơn. Thứ hai là chúng ta có thể dùng siêu lọc hoặc là những cái thuốc để làm tăng cái natri máu về bình thường. Và sau đó chúng ta đánh giá lại cái điều trị sau 2 tuần nữa hoặc hơn, để xem cái EF của bệnh nhân có lên không, có giảm phù không, cái bilirubin nó có xuống không. Nếu như ăn uống mà ngon miệng hơn, tất cả các triệu chứng lâm sàng nó cải thiện và EF nó cải thiện nhiều lên, thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thể dùng phẫu thuật để giải quyết những cái tổn thương gốc của bệnh nhân mà gây đến tất cả các biến loạn như các bạn đã nói. Và còn cái câu hỏi thứ hai các bạn là trong tổn thương đa van với một van thì có gì khác nhau không, thì có nghĩa là chúng ta sẽ xét từng cái tổn thương van một để chúng ta ra cái chỉ định. Ví dụ như với van hai lá riêng và van động mạch chủ, chúng ta sẽ xét từng cái ảnh hưởng đến thất trái, chúng ta quyết định. Ví dụ như trường hợp này EF là 20% thì có thể là rất là giảm rồi, vì có hở van hai lá nhiều, mà dưới 30% rồi người ta đã điều trị nội khoa rồi. Nếu mà đáp ứng thì người ta sẽ tiếp tục phẫu thuật. Nếu mà mãi vẫn dưới 20% thì có thể xem xét các biện pháp, ví dụ như là không phải phẫu thuật mà ít xâm lấn như là kẹp clip hay là những cái sửa van thôi chẳng hạn thế. Còn đối với van động mạch chủ thì tiên lượng nó lại khác. Ví dụ bệnh nhân thì cái này tôi sẽ nhờ bác sĩ Hiền sẽ comment thêm về phần phẫu thuật. Thế còn dùng ACLY trong trường hợp huyết áp thấp mà đang dùng vận mạch này thì tôi nghĩ là chưa nên dùng, vì nó sẽ tụt huyết áp tiếp. Xin cảm ơn. Cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn. Về các cái câu hỏi của các bạn thì về phía nội khoa thì anh Tuấn anh trả lời rồi. Thì tôi xin bình luận về mấy cái chỉ định về ngoại khoa. Các bạn hỏi có hỏi câu hỏi thứ nhất là bệnh nhân này có chỉ định mổ hay không? Thì hiện tại tôi nghĩ là không có chỉ định mổ. Các bạn hãy tính cái điểm STS score hoặc là tính điểm chai push về suy gan ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái bệnh nhân này là hiện nay nếu mà mổ thì bệnh nhân sẽ nguy cơ tử vong rất là cao. Bệnh nhân các bạn đã điều trị 2 tuần rồi mà gan vẫn to ngang rốn, vẫn có tình trạng suy gan, rối loạn đông máu, và NIHA vẫn là NIHA 4, cái tình trạng suy tim không giảm mặc dù các bạn đã dùng các thuốc vận mạch để trợ tim. Như vậy nếu theo khuyến cáo thì bệnh nhân này nếu mổ sẽ nguy cơ tử vong cao. Thế thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải điều trị nội khoa tiếp tục. Nếu bệnh nhân sau này đáp ứng tốt lên thì chúng ta có thể đặt ra vấn đề mổ. Mổ làm gì? Mổ thì sẽ thay hai van tim, hai lá và van động mạch chủ và sửa van ba lá. Tuy nhiên thì bệnh nhân này tôi nghĩ cái khả năng mổ rất khó. Bệnh nhân này khóc rất khó đường ra. Còn bệnh nhân có ghép tim hay không thì trong trường hợp này cũng không có chỉ định ghép tim. Người ta chỉ ghép tim cho những trường hợp mà tổn thương
bệnh lý cơ tim hoặc van tim gây ra tình trạng suy tim ở F dưới 30%, nhưng chức năng gan thận còn tốt. Còn bệnh nhân này thì cái gan gần như đã sơ, đã hỏng rồi, thì cái việc đặt ra ghép tim là cũng không có. Như vậy cái đường ra của bệnh nhân này rất khó, thì hy vọng là các bạn điều trị nội khoa thôi. Cái việc thứ hai là cái chỉ định mổ thay một van với hai van có khác gì nhau không, thì đương nhiên là có khác nhau, tuy nhiên nó khác nhau không nhiều. Tôi xin phân tích, ví dụ như là van chủ và van hai lá chẳng hạn. Khi mà các bạn thấy bệnh nhân có bệnh lý hai van thì thường là chúng ta thấy như này. Cái chúng ta sẽ dựa vào những cái chỉ định có đã trong lý thuyết, đã trong guideline đã có rồi. Nhưng tuy nhiên tôi tóm gọn là khi bệnh nhân có triệu chứng cơ năng, đúng không ạ? Có NiHa 2 trở lên, khó thở, ghi găng sức, và bệnh nhân siêu âm có ơ-ép giảm dưới 50%, và bệnh nhân có hoặc là hở hẹp van động mạch, hẹp van động mạch chủ khít, hoặc hẹp van hai lá khít, hoặc là hở van hai lá nhiều, hoặc là hở van động mạch chủ nhiều, tức là chúng ta đã có chỉ định phẫu thuật. Thế thì có thể có một van nó chưa đến mức phải phẫu thuật, nhưng nếu cái van kia đã có chỉ định phẫu thuật rồi thì chúng ta cũng phải đưa ra chỉ định phẫu thuật cho van đó và sửa hoặc là thay luôn van còn lại, đúng không ạ? Thế còn nếu mà khi nó có hai van ấy, thì cái chức năng đôi khi nó ít, nó hơi thay đổi. Ví dụ trong trường hợp mà van động mạch chủ chúng ta thấy rằng ơ ép nó dưới 30%, chúng ta vẫn có thể tiến hành phẫu thuật, đúng không ạ? Nhưng nếu mà bệnh nhân hai van và van chủ đã hở hẹp rồi mà cái van hai lá nó lại hẹp, nó hở rất là nặng mà nó ơ ép dưới 30%, thì trường hợp đó chúng ta gần như là không có chỉ định mổ nữa. Hoặc trong những trường hợp mà ví dụ một van hai lá tổn thương thôi, hở van hai lá nặng mà chúng ta có ơ ép dưới 30% mà chúng ta tiên lượng rằng có thể sửa được van này, thì chúng ta vẫn có chỉ định mổ, bởi vì chúng ta sẽ giữ được toàn bộ dây chằng và giữ được chức năng tim sau mổ. Nhưng nếu mà tổn thương cùng hai van một lúc thì trường hợp đó tôi phân tích rồi là gần như không có chỉ định mổ nữa. Cho nên là chúng ta phải dựa trên khuyến cáo và dựa trên kinh nghiệm nữa. Về cái chỉ định thì nó không khác nhau nhiều, nhưng mà chúng ta phải tổng hợp các yếu tố thì chúng ta mới đưa ra được một cái tiên lượng tốt cho bệnh nhân. Và đặc biệt là dựa trên những cái thang điểm, ví dụ như là STS score hoặc là Euroscore 2 chẳng hạn, là của những cái công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong việc quyết định. Ngoài ra còn các yếu tố khác về các cái tổn thương các cái tạng khác nữa. Các bạn còn hỏi gì nữa không ạ? Xin mời ý kiến của tiến sĩ Hà Mai Hương, trưởng trung tâm, giám đốc trung tâm hồi sức cấp cứu. Về phần điều trị hạ natri thì các bạn truyền natri ưu trương, tức là các bạn chủ trương là muốn đưa natri, đẩy một lượng natri lớn vào so với lượng nước. Tuy nhiên thì bệnh nhân cũng đã đang dư nước sẵn rồi, tức là bệnh nhân này hạ natri do hòa loãng, chứ có lẽ là cái khả năng thiếu natri thì là không không có cao. Thì ban nãy bác sĩ Tuấn có nói đến cái nhóm thuốc mới đấy là Samska, thì tôi nghĩ cái thuốc này nếu mà mình có điều kiện cho bệnh nhân thì mình thử thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn, vì nhóm thuốc này là nhóm thuốc không đưa natri vào người bệnh nhân mà chỉ thải nước ra thôi. Nó có tác dụng trong những trường hợp mà huyết áp ví dụ như là furosemid thì nó sẽ ít tác dụng khi mà cái mức lọc cầu thận nó thấp, khi mà bệnh nhân đang thiếu cung lượng như thế này, huyết áp thấp. Nhưng mà cái nhóm Samska thì là cái thuốc mà với huyết áp thấp nó vẫn có tác dụng, vì nó chỉ thải nước thôi, nó làm tăng mức lọc cầu thận, không bị ảnh hưởng bởi mức lọc cầu thận. Và khi mà nước thải ra dần thì cái áp lực thẩm thấu tăng lên, các cái áp lực tưới, cái áp lực keo nó cũng sẽ được tăng lên theo, và nó sẽ làm nó phá được cái vòng xoắn của cái việc kháng lợi tiểu. Và có thể bệnh nhân sẽ đáp ứng, và khi mà bắt đầu đáp ứng được với lợi tiểu thì có thể mình sẽ cân nhắc mình giảm được các cái thuốc trợ tim vận mạch. Thì nếu bệnh nhân có điều kiện thì mình có thể thử cái thuốc này. Bởi vì nhưng mà thực ra tôi nghĩ là cũng khó, bởi vì cái tổn thương giải phẫu của bệnh nhân nặng quá, nhưng bây giờ chắc là cái lựa chọn đấy có vẻ là hợp lý nhất. Xin hết ạ. Các bạn ở bệnh viện tỉnh Gia Lai có câu hỏi hoặc có ý kiến gì không? Có cái gì không rõ? Xin báo cáo các thầy là bệnh nhân này tiên lượng nó cũng tương đối xấu rồi, và bây giờ cũng cố gắng tìm ra cái xem có cái hướng là thoát cho bệnh nhân, cũng xin ý kiến các thầy, nhưng tình hình này cũng có vẻ cũng rất là khó khăn ạ. Xin ý kiến các thầy là bây giờ có tiếp tục mà dùng tăng cái tiểu lượng tiểu lên và bù cái natri ưu trương vào, thì tức là mình vừa một thời một phần vừa đưa cái natri máu nó lên, một phần thì vừa cố gắng xem có còn khả năng đáp ứng với cái lợi tiểu để mình duy trì cái cân bằng điện giải cho nó vừa phù hợp với bệnh nhân. Thì em nghĩ là cái ca này thì cố gắng như vậy, nhưng mà nếu mà dùng cái Samska thì bệnh nhân này không có khả năng đâu ạ, bệnh nhân này không có điều kiện dùng Samska. Thế thì các bạn đã dùng đến hai ống nội tiểu một giờ rồi mà không có điều kiện dùng cái kia nữa thì
thì có lẽ các bạn tiếp tục theo cái hướng đó một vài ngày nữa xem sao. Vâng, cảm ơn thầy. Thầy cho hỏi cái là bây giờ nếu mà mình tiếp tục mình duy trì cái ức chế vận chuyển thì có cần thiết không hay là mình phải cắt điện? Cái này bệnh nhân đang hẹp van hai lá van động mạch chủ thì về chúng ta sẽ hạn chế cái việc làm giảm tiền hậu tải, bởi vì chúng ta lại sẽ càng gây tụt huyết áp. Như vậy thì nó rất nguy hiểm cho bệnh nhân, có lẽ là nên bỏ đi. Nhưng mà tình trạng của bệnh nhân là hẹp rất là nặng, nhưng mà kèm theo cái tình trạng hở van tổn thương là hẹp hở rất là nặng chứ không phải mỗi hẹp không ạ. Nên em muốn hỏi là trong trường hợp này thì mình dùng một ít ít được không ạ? Thực ra là như thế này này, với bệnh nhân này thì đúng là rất là khó, bởi vì là nó là tổn thương cơ học, đúng không? Hẹp khít cả van hai lá, hẹp khít van động mạch chủ, tất nhiên là có kèm theo hở van hai lá và hở van động mạch chủ nhiều. Nhưng cái tình trạng của bệnh nhân sẽ là tình trạng suy tim, ứ dịch, hòa loãng và hạ natri. Chính vì vậy thì cái việc đầu tiên mà mình làm được nó sẽ không phải là thuốc điều trị ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, vì đấy là những cái thuốc mà điều trị suy tim mạn tính, không phải là điều trị suy tim cấp tính. Và hơn nữa là trên nền tình trạng của bệnh nhân là đang có huyết áp thấp, mình đang dùng Dobu liều cao này, Norelin liều cao, cho nên là hai cái thuốc ức chế men chuyển và ức chế thụ thể là mình sẽ không có chỉ định ở đây. Mình sẽ cắt hết đi. Còn bây giờ từ mấy hôm gần đây thì các bạn đã bắt đầu chuyển sang lợi tiểu liều nhiều hơn, đúng không? Hai ống một ngày, thì từ hôm qua đến hôm nay bệnh nhân đái được 3 lít 1 giờ. Thì bệnh nhân đã đái được khoảng 3 lít rưỡi đúng không ạ? Bi lăng vào da ngày hôm qua là được bao nhiêu nhỉ? Dạ hôm qua là em truyền vào là 700, bệnh nhân uống là 1 lít rưỡi. Em theo dõi cái đấy là trong vòng 10 giờ thì bệnh nhân truyền lợi tiểu một ống 1 giờ thì bệnh nhân đi nước có nước tiểu ra là 3 lít rưỡi ạ. Tức là nó bắt đầu dương, tức là nó bắt đầu là bi lăng bắt đầu âm được rồi. Thì mình có lẽ là mình sẽ duy trì tiếp, nhưng tại sao bệnh nhân uống đến 1 lít rưỡi là vẫn nhiều đấy. Vì bệnh nhân đang hòa loãng và mình đang muốn đẩy ra thì bệnh nhân uống 1 lít rưỡi, có lẽ mình sẽ phải hạn chế thêm cái lượng nước vào của bệnh nhân nữa. Natri nó lên đến 127 thì có lẽ là mình duy trì tiếp như thế này, bệnh nhân mà đái bi lăng âm tiếp thì có lẽ là natri nó sẽ lên được, thì đáp ứng với lợi tiểu có vẻ tốt hơn. Mình sẽ theo dõi trong một vài ngày nữa và mình vẫn phải theo dõi chặt lượng nước tiểu vào, lượng nước vào ra này, với cả điện giải đồ của bệnh nhân nữa. Dạ vâng ạ. Và sau đây thì có thể một vài ngày nữa các bạn vẫn có thể gọi điện với cả bác sĩ ở bệnh viện tim Hà Nội thì chúng tôi tiếp tục có thể hỗ trợ các bạn xem là sẽ chỉnh thuốc cho bệnh nhân như thế nào. Dạ vâng, trong quá trình các bạn làm, các bạn theo dõi thì có gì sẽ trao đổi gọi trực tiếp, xin ý kiến các thầy ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Toán ở bệnh viện Gia Lai và xin cảm ơn các đồng nghiệp ở bệnh Gia Lai, một cái bệnh án rất là chia sẻ rất là hay và cũng rất là khó, để chúng ta sẽ tiếp tục hội chẩn với nhau và thông báo trong đợt tới. Bây giờ thì tôi xin mời